chào các bạn. Có những việc tưởng chừng như rất đơn giản, như bấm một cái cúc quần hay cúc áo bằng kim bấm như thế này, khi trò tay vào thì không biết làm như thế nào, lại phải mang quần áo ra tiệm để cho họ làm, rất là bất tiện. Vì chỉ cần một thao tác nhỏ, nhanh gọn là chúng ta được một cái cúc bấm đơn giản. Chúng ta mua một cái kìm bấm như thế này, bao gồm thêm 100 nút bấm, hết 130.000, nhưng rất thuận tiện để mình bấm cúc áo, cúc quần khi bị hư hỏng. Ví dụ như một cái quần dây này, chúng ta không muốn mặc quần dây nữa, dây buộc, thì chúng ta thay bằng cúc. Đấy. Đây là cái cúc bấm. Một cái cúc bấm gồm 4 thành phần như thế này, lồi, lõm, gắn vào nhau thành một cúc, và hai cái răng cưa này để giữ phần lõm và phần lồi đây. Trên kìm bấm cũng có hai mặt, một mặt lõm nó có lỗ thủng, thì chúng ta đút hai phần này vào, một phần lồi và một phần lõm này vào đây. Còn phần lõm mà không có lỗ thủng thì chúng ta đút phần răng cưa vào đây. Giờ chúng ta trước khi bấm nút áo, nút quần thì chúng ta đánh dấu rồi chúng ta bấm. Đầu tiên chúng ta đút vào phần lồi vào lỗ thủng. Đấy. Và chúng ta ấn xuống như cái tạch là được. Rồi phần này ấn xuống nó rất là chắc. Chúng ta ấn như thế này. Còn phần lõm mà không có lỗ thủng thì để răng cưa. Vì cái phần răng cưa này để lật ngược là nó sẽ rơi ra, nên lúc nào phần răng cưa cũng phải để ngửa lên. Đấy. Chúng ta bấm. Ví dụ chúng ta cho cái phần lồi nằm phía bên này thì chúng ta phải cho phần răng cưa nằm xuống dưới đây. Đấy, ví dụ tại vị trí này. Bấm mạnh. Đấy, các bạn thấy được hai phần lồi này. Đấy. Giờ chúng ta muốn bấm phần lõm thì chúng ta đánh dấu. Đấy, đánh dấu đây được một cái, chúng ta bấm vào. Đây đánh dấu vào đây. Tiếp đây. Tôi là thẳng. Lấy bút đánh dấu ở đây. Để đánh dấu. Tiếp đến là chúng ta cũng để phần lõm. Cái phần lõm này các bạn chú ý này, nó có hai mặt. Một mặt là các bạn thấy hơi đen đen này, có nhựa này, thì mặt này nó sẽ dính vào cái phần khuyết này. Đấy. Nên các bạn để cho nó cái mặt này ngửa lên trên, đặt vào phần lõm của cái kim. Đặt vào phần lõm bên lõm của kim này. Phần răng cưa này cũng để phần khuyết của cái kim. Vì phần răng cưa này rất hay rơi nên lúc nào cũng để ngửa. Để cái phần lõm này nó ăn vào đây thì chúng ta phải lật ngược cái cúc đánh dấu này, chúng ta lật ngược lên. Bạn khi đánh dấu các bạn châm cái lỗ đánh dấu, các bạn nhìn xuyên qua cái lỗ trên đây, nó trùng với lỗ để đánh dấu là cái chắc chắn là nó sẽ thẳng, không các bạn bấm mạnh. Đấy. Các bạn được hai cái cúc áo này, hai cúc quần.
mặt lồi và mặt lõm. Giờ mình đính vào xem có thẳng không nhá. Đấy, đính vào những cái tách cái. Đấy, các bạn thấy thẳng không? Nó không dư một cái nào hết. Các bạn thấy thẳng không? Nó thay cái dây buộc này. Sau mình sẽ cắt dây buộc đi, mình không dùng dây buộc nữa. Mình sẽ đính cúc như thế này, nó đẹp. Khi mở ra này. Đấy, chắc chắn. Đấy. Qua video này, nếu các bạn thấy hay, đăng ký kênh. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Chào các bạn.